Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày 29 tháng 4 năm 2015 có những nội dung chính sau đây. Cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Các phóng viên chiến trường quốc tế và Việt Nam hội ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh sau 40 năm. Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015, sáng ngày 29 tháng 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu đại diện các sứ quán nước ngoài tại Hà Nội cùng nhiều bạn bè quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Phà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ vô cùng quý báu mà bè bạn thế giới đã dành cho Việt Nam. Đồng thời khẳng định việc tăng cường, mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và bè bạn Nam Châu bằng những đổi mới trong chính sách, hoạt động cụ thể. Hiện tại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước thuộc tất cả các châu lục, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược với 10 quốc gia, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt tri ân các bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015. Tế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh 40 năm thống nhất đất nước là một mốc lịch sử quan trọng. Đây là bài học sâu sắc về ý chí và khát vọng vì hòa bình, độc lập tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và giá trị của tình đoàn kết quốc tế. Đây cũng là dịp để tri ân bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, tiếp tục củng cố và phát triển tình đoàn kết và hợp tác quốc tế với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, thắm đượm tình hữu nghị.